có người đó, khi nào mà có người bên mình đó, đấu VK mà một bên mình nó có một số người cứu mình nữa thì đấu nó vui, nó kiểu như lên đều 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 nó gay cấn nó mới vui. Còn cái kiểu như mà lên nó mà trời ơi một mình đấu á vui gì nổi nữa, mình đấu mình biết cái kiểu đó mình chắc thua, nó không còn gì hồi hộp hết. Thôi Nguyễn Huỳnh nó không còn gì là vui hết, em thiệt, đấu là phải kiểu như là đập á, đều 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 nhau á đó thì nó mới hồi hộp ngay cắn khúc cuối thôi, chứ không thôi trời ơi mình biết trước kết quả không còn gì vui hết. Hello anh Hóng, hello anh chứ hello ai, xúc kem xong rồi đi thay đồ. Hóng đang làm gì, anh chưa ngủ anh? Hello mọi người, hôm qua là tới 3:30 mới ngủ được á, 3:00 mấy mới ngủ được á, bởi sáng mình thức dậy đâu có nổi đâu. Giờ ngủ hả? Mấy giờ anh? Cảm ơn Nguyễn Huỳnh. Ừ, hôm qua mày cũng hên đó, chị nói rồi, hôm qua cũng hên là không có mặt mày giống thôi là chị gỡ. Hello chị Tâm Tiệt. Đó, chị Tâm Tiệt kìa. Tâm Tiệt nói anh không về mà không liên lạc với em Út gì hết trơn á, kỳ quá. Bằng giờ bên em. Nhớ về tháng 10 sinh nhật của em mới nghe không. Em chùa ăn hồi sáng một trái sầu riêng rồi, chưa ăn gì hết. Nhớ nha, tháng 10 sinh nhật của em đó, về nhớ mua quà cho em nha. Anh Hồng đó, rồi em phụ là anh Hồng đó. Ơ, cái nick lâu là anh Hồng đó anh. Đâu có đâu, sầu riêng em tự mua đó chứ có ai mang đâu trời. Hồi sáng hồi tối hôm qua có một trái rồi. Cảm ơn Vũ Linh, cảm ơn Nguyễn Huỳnh. Có anh Ánh Hồng á, anh Hồng gì em quên tên rồi ta, cái gì Hồng đó, anh nói là anh gửi chiếc sầu riêng anh cho em, để em kiếm lại cái tên này. Winner Hồng. Ủa sao anh quen nó hả anh già? Trời ơi, tôi mặc áo này từ tối hôm qua tới giờ này mà cái áo này cũng mới nữa. Tôi sọt cho tôi ngồi tôi like không mà, chứ tôi không có làm gì hết trơn á. Thì cứ không có làm cái gì để mà hả? Để mà dơ cái áo luôn nữa. Bây giờ xức kem cho nó mới dơ đây nè. Sài Gòn nóng lắm luôn á, bước xuống nóng chết. Đến khác là không biết hả? Thank you Sam. Anh ơi con rùi vàng là cái con rùi vàng là cái con rùi mà nó nằm ở dưới ấy đó. Bớt đi, mới tắm hồi sáng xong á mọi người ơi. Em mới tắm hồi sáng rồi đó, xong rồi em mặc lại đồ cũ đó. À không phải Ánh Hồng, cái người này là con trai. Không phải Ánh Hồng. Cái này là giống như là only Ánh Hồng thôi, chứ không phải là Ánh Hồng. Kỳ hòm luôn, kỳ hòm mẹ con xức kem chưa? Biết xức kem không? Biết xức kem dưỡng da không? Ánh Hồng là ai vậy anh? Ánh Hồng là ai vậy? Em không biết Ánh Hồng luôn á. Idol lâu chưa? Anh này là giống như là user của Ánh Hồng thôi, user nhẹ của Ánh Hồng thôi. Bên Mỹ hả? Anh Hồng ở Mỹ. Sao ai cũng biết hết trơn vậy? Sao ai cũng biết Anh Hồng hết trơn vậy? Nổi tiếng lắm hả? Anh là user không phải là idol. Anh Hồng không phải idol chứ là Anh Hồng là gì? Sao nổi tiếng quá vậy? Ai cũng biết hết trơn vậy? Nhi hả? Hello anh Andy. Thôi mà trong phòng giờ này em đóng kín cổng cao tường lên xong bật máy lạnh rồi mà. Nổi tiếng ghê ha, nổi tiếng cái nỗi mà hóng cũng biết mà già cũng biết luôn. Tối nay em đi về quê, nên em được về quê rồi, ăn cho mập mè xong đi lên. Con Trinh nó kêu nó qua bên em chơi mà giờ này nó chưa thấy nó đâu nữa. Hello anh Phú Bảo, Bảo qua đập sao nữa hả anh?